Giành chiến thắng 3-0 trước chính AC Milan, Paris Saint-Germain đã tạm thời vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu bảng của bảng F UEFA Champions League mùa này với 6 điểm sau 3 lượt trận. Qua đó tạo được lợi thế lớn trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, khi hơn hai đối thủ xếp sau là Dortmund và Newcastle 2 điểm, trong khi với AC Milan ở cuối bảng là 4 điểm. Tiếp tục với giai đoạn lượt về, đại diện nước Pháp sẽ có cuộc tái đấu với chính Rossoneri, nhưng lần này là trên đất Ý. Dĩ nhiên mức độ thử thách sẽ là khó hơn lần gặp nhau cách đây 2 tuần và trước đó thất bại 1-4 trên sân của Newcastle, cũng như một lời nhắc với đoàn quân huấn luyện viên Luis Enrique trong điều kiện phải rời xa sân công viên các hoàng tử. Có lẽ chính vì vậy mà Paris Saint-Germain muốn tạo bất ngờ ở ngay trên chính lãnh địa của đối thủ. Gã nhà giàu tới từ Paris lập tức lao lên tấn công sau hồi còi báo hiệu 90 phút tại San Siro được bắt đầu. AC Milan cũng không chịu kém cạnh khi liên tục có những màn ăn miếng trả miếng với đội khách. Nếu như Paris Saint-Germain có cho mình một Mbappe linh hoạt và đầy tốc độ, thì với Rossoneri, họ có cho mình một Rafael Leao năng nổ và luôn sẵn sàng tạo nên sự khác biệt. Nhưng rồi việc phung phí cơ hội đã khiến đội chủ nhà phải trả giá từ rất sớm. Sau những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Ruben Loftus-Cheek và Rafael Leao, Paris Saint-Germain bất ngờ có cho mình bàn thắng vượt lên dẫn trước ở một tình huống cố định. Vitinha là người thực hiện quả phạt góc cho Paris Saint-Germain, bóng được đưa vào vòng cấm đầy khó chịu và Marquinhos là người bật lên đón bóng. Trung vệ đội trưởng của đại diện nước Pháp tiếp tục thực hiện một pha chuyền bóng bằng đầu để Skriniar đánh đầu nối vào lưới Milan trong sự bất lực của thủ thành Mai Mao Nhận. Để thủng lưới từ ngay phút thứ 9 nhưng đội chủ nhà không hề tỏ ra nao núng. Họ dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế trận càng lúc càng cởi mở khi khoảng trống ngày một xuất hiện nhiều hơn. Nhưng người ta có quyền lo cho đội bóng áo đỏ đen bởi họ đang là đội duy nhất tại bảng đấu này chưa ghi được bàn nào dù có cho mình số cú sút nhiều thứ 5 của giải đấu. Sự thiếu hiệu quả nơi hàng công của Milan càng được thể hiện rõ hơn khi Junos Moussa và Olivier Giroud không thể đánh bại được Gianluigi Donnarumma trong những tình huống dứt điểm của cả hai cầu thủ này. Tuy nhiên, khi Rossoneri bế tắc, họ vẫn có thể trông chờ và đặt niềm tin vào một cái tên, đó đương nhiên là Rafael Leao. Thực tế mùa giải năm nay, tiền đạo người Bồ thi đấu không được như kỳ vọng. Anh là cầu thủ cố gắng qua người sau khi kéo bóng nhiều nhất ở Champions League. Nhưng ở trên mọi đấu trường mùa này, Leao mới ghi được 3 bàn, phong độ của Leao khiến Milan gặp khó. Dẫu vậy, khi đại diện của nước Ý rơi vào thế chân tường, Leao đã chứng minh được giá trị của mình với một khoảnh khắc ngôi sao. Sau một tình huống bóng lập bập bên trong vòng cấm, bóng đến chân của Rafael Leao và cầu thủ sinh năm 99 không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Anh ngả người bắt vô lê cực nhanh, đánh bại Donnarumma và lập lại thế cân bằng của trận đấu. Chỉ 3 phút sau khi Paris Saint-Germain có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Những phút sau đó, đại diện của Ligue 1 chủ động lên bóng một cách chậm rãi và kiên nhẫn. Paris Saint-Germain đang tìm cách hóa giải hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đối phương bằng cách cầm bóng nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với các đợt phản công nguy hiểm không kém mà đoàn quân huấn luyện viên Stefano Pioli tạo ra. Theo Hernandez là hạt nhân trong cách chơi này của đội chủ nhà. Khi không ít lần, hậu vệ này cố gắng tạo nên những đường truyền từ ngoài vòng cấm hướng đến vị trí của các đồng đội. Dẫu vậy, dù cho một thế trận tương đối cởi mở, nhưng hàng công của cả hai đội lại tỏ ra vô duyên đến khó tin. Phút 25, Olivier Giroud nhận một đường truyền xuất sắc trong vòng cấm, nhưng anh lại bỏ lỡ cơ hội khi để cú sút của mình đi chạch cột dọc bên trái trong gang tấc. Chỉ 5 phút sau, tiếp tục là tiền đạo người Pháp uy hiếp khung thành của Paris Saint-Germain. Cựu cầu thủ của Chelsea điều chỉnh nhịp độ chạy rất tốt để có thể kết nối với một đường căng ngang từ biên vào vòng 5m50. Nhưng cú đánh đầu của anh không có đủ sự kiểm soát, làm bóng đi quá cao so với xà ngang. Bên phía đối diện, Ousmane Dembele cũng có cho mình cơ hội tương đối nguy hiểm. Tiền đạo này nhận đường truyền ở một vị trí rất thoáng và Dembele không phải chờ đến lần thứ hai, anh tung ra một cú sút xa căng như kẻ chỉ về phía nóc lưới. Nhưng thủ môn Mai Ma Nhân đã từ chối cầu thủ mang áo số 10 với một tình huống cản phá tốt. Vitinha là người tiếp theo thử thách thủ thành số 1 của Milan khi anh thực hiện một cú sút nắn nót từ rìa vòng cấm sau khi nhận được đường truyền chính xác từ đồng đội. Thủ môn Mai Mang Nhân cũng đã có một pha cản phá tuyệt vời để ngăn không cho cú sút ấy đi vào góc phải khung thành. Hiệp đấu này cũng không thiếu những tình huống va chạm quyết liệt mà phần lớn đến từ phía đội khách. Lần lượt Vitinha, Colomuani và Manuel Ugarte phải nhận những tấm thẻ vàng vì những pha phạm lỗi có phần thô bạo. Một phút bù giờ là quá ít ỏi để một trong hai đội tạo nên điều gì đó khác biệt. Cả hai bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa trên bảng tỷ số, hứa hẹn 45 phút tiếp theo bùng nổ hơn ở phía trước.
Sau giờ nghỉ, AC Milan quay trở lại với sự quyết tâm thấy rõ ở những phút đầu hiệp thi đấu thứ hai. Chỉ 3 phút sau khi trọng tài chính cất còi, Rossoneri có cho mình cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Một đường truyền trong vòng cấm tạo cơ hội cho Tiani Zerinzer với rất nhiều thời gian để chỉnh thương ngắm. Tuy nhiên, cú sút của anh lại hơi hụt và bóng đi lượn ra mé ngoài của dọc bên phải. Cơ hội 10-10 đã bị bỏ lỡ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ đang có mặt tại sân vận động San Siro. Tuy nhiên, họ không cần phải tiếc nuối quá lâu bởi chỉ 2 phút sau cơ hội bị bỏ lỡ ấy, đội chủ nhà đã có được điều mình cần. Theo Hernandez có một đường căng ngang xuất sắc vào trong vòng cấm. Olivier Giroud đón bóng và đánh đầu từ cự ly gần và góc cao bên phải, đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma. Một tình huống thể hiện sự nhạy bén cũng như khả năng dứt điểm thượng hạng của chân sút người Pháp. Tỷ số là 2-1 cho đoàn quân huấn luyện viên Stefano Pioli. Có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, Milan tiếp tục thực hiện ý đồ chơi phòng ngự phản công của mình. Ở hiệp thi đấu thứ nhất, Paris Saint-Germain đã tỏ rõ sự bế tắc khi gặp phải khối phòng ngự rất chắc chắn của đội chủ nhà. Vậy nên họ cần những sự thay đổi nhằm đánh sập bức tường thành kiên cố được dựng lên trước khung thành của thủ môn Mai Ma Nhận. Lần lượt Gonçalo Ramos và Fabian Ruiz được tung vào sân với hy vọng tạo nên thế trận tấn công khởi sắc hơn dành cho đại diện nước Pháp. Cầu thủ người Hàn Quốc Lee Kang-in cũng được lựa chọn để thế chỗ cho Vitinha. Với việc Milan chủ động nhưng quyền kiểm soát, Paris Saint-Germain đương nhiên là đội bóng cầm nhiều bóng hơn. Nhưng các đợt tấn công của đoàn quân huấn luyện viên Luis Enrique lại tỏ ra vô cùng yếu ớt và không cho thấy sức sát thương đáng kể nào ở khu vực 1/3 cuối sân. Thậm chí chính Rossoneri mới là những người có cho mình những cơ hội rõ rệt hơn. Phút 85, Noah Okafor đánh bại một hậu vệ ngay bên trong vòng cấm đối phương và có một cú sút về phía góc thấp bên phải. Nhưng Gianluigi Donnarumma đã có một pha cứu thua xuất thần để từ chối bàn thắng của anh. Chỉ 1 phút sau, đến lượt Ruben Loftus-Cheek dứt điểm sau khi bóng được treo vào từ quả phạt góc với một cú đánh đầu chuẩn xác. Nỗ lực từ cự ly gần của anh đã đánh bại thủ môn đối phương nhưng lại bị một hậu vệ phá ra ngay trên vạch vôi. Tình huống rõ rệt nhất để Paris Saint-Germain có thể có bàn gỡ hòa đến với Lee Kang-in, nhưng cầu thủ người Hàn Quốc lại bỏ lỡ cơ hội một cách 10-10. Tiền vệ này nhận được một đường truyền rất đẹp trong vòng cấm, nhưng bằng cách nào đó cú sút của anh lại đi trúng vào cột dọc bên phải. Sự tiếc nuối là điều mà ta có thể thấy trên gương mặt của cựu cầu thủ của Mallorca. 7 phút bù giờ là không đủ để cho đội bóng tới từ thủ đô nước Pháp lấy được một điểm rời San Siro. Có thể nói đây là chiến thắng xứng đáng với những quyết tâm mà đội chủ nhà AC Milan đã thể hiện ở trận đấu này, đặc biệt là đối với cá nhân Rafael Leao. Dù phải nhận không ít chỉ trích trong thời gian qua, nhưng màn trình diễn ngày hôm nay của tiền đạo người Bồ đã làm lu mờ đi hoàn toàn ngôi sao số 1 của Paris Saint-Germain là Kylian Mbappe. Với chiến thắng quan trọng này, AC Milan rời khỏi vị trí cuối bảng để vươn lên đứng thứ 3. Họ có cho mình 5 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với đội bóng đang đứng cuối là Newcastle. Trong khi đó, với Paris Saint-Germain, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique đã không còn nắm giữ vị trí dẫn đầu của bảng tử thần khi Dortmund đã chiếm lấy ngôi đầu với 3 điểm giành được ở trận đấu trước đó. Vẫn là rất khó để nhận định xem đội bóng nào sẽ đi tiếp ở bảng đấu này khi 4, 5, 6, 7 lần lượt là số điểm mà 4 đội bóng đã giành được. Chắc chắn rằng ở 2 lượt đấu cuối bảng F của UEFA Champions League năm nay hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và tạo ra nhiều bất ngờ hơn nữa cho những người yêu mến đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ.